Ayo, what's sức khỏe không anh em? Là mình đây, Sơn Hô của các bạn đây. Thì ngày hôm nay mình với anh em mình vừa đi gọi là đi tham quan khám phá một cái rừng nguyên sinh về anh em. Thì bây giờ mình đang trên đường về Rally. Mình đang tung tăng chạy mua, mình đang ca hát các kiểu con đà điểu này anh em. Thì rất cảm ơn là anh em đã xem video của mình. Thì trong thời gian vừa qua cũng như là sắp tới mình sẽ ra những cái giờ zip gọi là hay hơn, những cái video gọi là hay hơn các kiểu. Đây con đường mình đang về đây anh em. Bật ngàn cà phê, bật ngàn cao su, ban mê long giả em đi tỉa bắp hay hái rau rừng. Đây có rau rừng quá nha anh em, mình vừa hái rau rừng về nha anh em. Phải dừng xe lại để cho anh em xem rau rừng của mình man really. Cái này là lá nhíp nha anh em. Đó, quê hương mình đấy anh em, really. Bây giờ mình tiếp tục của hành trình nào, mình đi về nhà thôi. Về nhà anh Tết, Tết, Tết. Về đâu? Về Hà Nội này. Tết, anh về đâu? Anh về quê chứ. Ok. Thì mình sắp được 1.000 sub rồi anh em. Thì mình cũng rất là vui. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Một lời gọi là chân thành nhất luôn anh em. Mong anh em sẽ ủng hộ mình trong thời gian tiếp theo. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Hẹn gặp lại trong các clip sau. Bye bye anh em.